Rồi, chào mọi người ha. Chào mọi người đến kênh của mình ha. Rồi, anh em có một số món đồ mọi người có nào thích hợp cái công việc của mình thì liên hệ mình ha. Thì hình thức bán hàng của mình là những như cũ nha mọi người ha. Thì chuyển khoản, thì bao ship. Thì ship code thì cộng với ship ha. Đó, thì mọi người xem này còn những nhắn tin ha. Đó, mọi người nhắn qua số điện thoại ha. Tại Zalo nhiều lúc mình một hồi mình mới mở Zalo nha. Đó, thì cứ nhắn qua số điện thoại. Rồi, thì mọi người để số điện thoại thì mình để tiêu đề ha. Đó rồi mình cũng chúc mọi người sức khỏe ha. Rồi thì mọi người coi có món nào thì thích hợp với công việc mình thì xem giải trí ha, đó thì mua, còn món nào không có thì mọi người xem giống như là mình coi cái món nào phù hợp của mình ha. Đó thì mọi người xem nhớ mình bấm vào một like ha, rồi người nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. Rồi rồi mã số 1 đây mình bán một mình đây đây mình có mấy vài món còn lại ha. Đó, mấy cái lọc nước còn nè, bánh cướp còn vài cái ha, cái chân xe cũng còn vài cái ha. Rồi cái quạt dông mình có soạn ra được một ít quạt 3 24V đó mọi người. À, đây đây nè, điện của nó là 24V ha. Cái này mình mã số 1 mình bán 300 ngàn nha. Đó, 300. Cái này dông luôn ha. Đó, cái này dông là quên lắp ha. Cái này là trong lô Mỹ nhưng mà nó là Đài Loan sản xuất nha. Đó, cái gì nữa ha. Đây là dây mình sẽ đánh dấu ha, có lại dây mình sẽ đánh dấu chân chân âm dương ha. Đó người mà người, người lưu ý là mình khỏi cần đánh dấu thì người về xem nè, cái số 1 nè là chân dương ha. Đó, số 2 là chân âm nè. Cắm lộn là cháy nha mọi người ha. Đó. Cái này mình có thể chỉnh được luôn ha. Đó. Có cái này thì mình gỡ ra được nè. Đó. Nó vài cái thì nó bị giống như bị cấn rồi ha. Đó, mình gỡ này ra trong trong những con đẹp ha, vài cái nó bị cấn cấn đây nè, cấn như nứt nứt nhưng mà không sao nha. Đó thì mình gắn cho bình thường thôi. Đó, do vận chuyển rồi ha. Đó thì mình tháo này ra cũng còn những con đẹp nè. Đó trong những còn ok ha, có cái không ha, có cái có nắp này có cái không ha, thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đó thì mình để đo chiều dài cho mọi người xem trước ha. Đó. 6 phân ha. Bề này của nó là khoảng 5 phân 15 năm ha. Đó. Chiều cao của nó là khoảng 18 ha. Đó. Cái đã mình xoay đây xoay lui được cho mọi người ha. Đó mình chỉnh đây nè. Đó. Đó chỉnh quay được ha. Đó. Đó. Đó chỉnh nè. Đó mình chỉnh tới chỉnh lui đó. 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 Treo lên cũng được ha. Đó, này treo lên nè. Đó, mình chỉnh ha. Đó. Đó, quậy dòng ha. Đó. Rồi. Thì mình sẽ test cho người xem ha. Cái này mình sẽ test nó xài 24V nhưng mà mình test thử 10V 8 12V cho mọi người xem là nó vẫn chạy mọi người ha. Đó, cái này cũng mấy anh mua là nói chung là dòng hiệu nghiệm ha, nó khử rất tốt ha. Đó, như mình hàn chì hay là cái phòng mình có mình làm gì mà nó có mùi mùi ha thì mình khử rất tốt nè, nghe dòng ha. Đó mấy tia dòng nữa ha. Đó mình test cục pin 10V 8 luôn nha. Đó test cho mọi người xem luôn. Đó, 10V 8 ha. Này mọi người lưu ý là giúp đúng âm dương nha mọi người ha, ngược là nó cháy ha, tại nó chạy để xe. Đó. 12V vẫn chạy ok nha. Đó. Có thể là vôn cao hơn là chạy mạnh hơn ha. Đó. 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 Cái này mọi người có pin hay có nguồn gì ha thì chắc xài có nguồn là nó chạy thôi. Rồi mình sẽ test cái cục pin 21V nè mọi người ha. Đó. Nói chung là mọi người xài từ 12 đến vẫn được ha. Đó. Có thể là lớn vô thì nó chạy mạnh hơn, để mình thử coi. Đó. Đó, tại vì chân nó lỏng. Đó ha, đó, ok nha. Đó thì nó nói chung là cái nguồn lớn thì nó chạy nó mạnh hơn ha.
Đó thì mọi người về mình làm pin hay làm nói chung mình hàn chì hay gì ha, mình để trong phòng mình rất ok cho mọi người đó. Ừ, còn còn xài điện có cái thì của Mỹ thì 110 ha, đó cái này 24V nha. Rồi mã số 1 mình bán 300 ngàn ha. Rồi mã số 2 và mình bán một cái lọc nước ha, cũng còn vài cái hơn ha. Đó mình mua hàng này thanh lý siêu thị nè, 450 ha. Đó bên Nhật nó bán là 27 ngàn yên thì mình cũng có giới thiệu rồi, khoảng 5 triệu mấy ha. Đó gắn lên rồi thì mình giới thiệu cho người nào mà chưa xem ha. Đó, đây mới chưa sử dụng ha, đó catalog luôn ha, có chìa khóa luôn, đó có phiếu bảo hành bên Nhật gì nè ha. Đó cái này thì xài rất ok nha. Mình mua bán cho mấy người người ta xài cũng ok. Đó đây nó có chìa khóa mở luôn ha, nó có ron đầy đủ cho mọi người xài. Đó nó ron ha. Rồi cái này để mình có cái này để mình dặn để qua cái giòi á mọi người ha. Đó chế qua ha, nó phải nó dặn để nối qua mấy cái giòi mà không vừa ha, đoạn này có thể gắn trực tiếp lên đó. Pin của nó là đây, mười ba ha, đó nó 13 ha. Đó giòi nó có tia cho mọi người ha, đó đây gì giòi nước bình thường mọi người gắn lên ha, đó nó kéo ra được nha. Kéo ra được khoảng 34 ha, đó nó quay được ha, tăng vô được. Đó này cái này là vừa lọc ion luôn nè người ha, đó ion nè qua ta nước nè ha, đó vừa lọc nói chung là cái này rất nó lọc nha, ion nè tốt cho sức khỏe vậy nè ha. Đó hiệu của nó này ha, đó lọc ion, nói chung là cái này nó nhỏ nhưng mà nó làm cái chất trong đây lọc chất cũng chất lượng nha mọi người ha, thì nó có giá trị khoảng 5 triệu mấy ha. Đó 27 ngàn yên là 270 đô mọi người. Đó lọc ion nè qua tên nước nè ha, dọc nhiều tạp chất này ha. Đó đó rồi thì mọi người xài cái này nói chung là mình mua 4 450 thì mình xài xài cho bảo vệ bên nguồn nước cho gia đình, mà bên Nhật người ta chú trọng cái đó hơn ha. Đó được, người ta chú trọng là nguồn nước lắm. Đó này thì người ta thiết kế ra ha, nó người về gắn vô nhà mình rửa rau hay mình xài nói chung mình uống hay gì cũng được ha, nó lọc qua rồi mình lọc ra nhiều nước mình thấy vậy chứ phèn ha, hay là gì ha. Đó thì bán 450 ngàn nha, còn vài cái thôi cũng hết rồi. Còn đó. Này hàng của thanh lý của siêu thị Nhật đó mọi người ha, lâu lâu mới có thôi chứ đâu phải. Đó mã số 2 bán 450 ngàn ha. Rồi rồi mã số 3 đây, rồi cặp búa tiếp mình bán cặp búa 250 ha. Đó búa nè tôn ha, đó hai cây này hai cây bự luôn ha, hai cái lớn và 42 HT nè, cây này mới cũng 600 nha mọi người. Đó, mọi người cứ tra lên Hatton nè, test hammer HT gạch 05 ha, đó 49 tiêu chuẩn Nhật luôn ha. Đó, cặp này bán 250 nha. Đó, người xài đây chiều dài nó khoảng 41 42 nè, đây 445 ha, tính từ đầu búa luôn. Rồi chiều dài của cái cán búa là khoảng 11 năm ha. Đó cái đầu này cái này của nó khoảng 18 ha. Đó, cái đầu nhọn ha. Đó. Nói chung là cầm cái búa rất là chất lượng ha. Đó. Đó cây này ha. Đó. Rồi cây này, mã này mình bán là ba số 3 là 250 ngàn nha mọi người ha. Đó. Rồi mã số 4 này mình bán nè ha. Đó cái nâng nè. Đó. Thì mấy clip trước mình cũng có giới thiệu ha. Này nó cả xoay xoay nghiêng được ít nè ha. Đó, đó mã số 4 mình bán một cái là 300 ha, mình còn mấy cái thôi, rồi mua 4 cái thì mình bán 1 triệu ha. Đó đó mọi người tra lên công dụng của nó, test hammer ha, đó, hammer lock ha 900 nhân 2 ha. Đó cái này là đây nếu anh đẩy ra được á là khoảng
15 năm ha. Rồi nó bảy xuống á. Là khoảng, để mình đo cho. Khoảng 12 năm ha. Đó, nâng được 2 phân rưỡi ha. Đó. Bề này của nó là 12. 12 luôn ha, vuông dứt ha. Còn đường kính cái này khoảng 7 phân rưỡi ha. Đó. Cái chiều dài cái cây này khoảng 20.5 ha. Đó. Dù mọi người đã đội ha. Đó, đã lên. Đó, à. Đó, đây ha. Đã vậy ha. Cái này nó xây vậy được ha. Đó, đơn giản thôi. Đó, kéo lên. Đó. Một đội ở đây chắc nó đội ở đây ha. Đó. Rồi người đẩy xuống ha. Đó. Đó. Rồi, một cái là 300 ha. Đó, mình còn mấy cái thôi. Rồi 4 cái thì 1 triệu ha. Đó, nhiều lúc có cái móp móp đây không sao nha mọi người ha. Có một cái thôi. Rồi. Rồi cái này còn khá đẹp nha. Cái này mới nè mọi người, tra lên nè. Hammer nè, Hammer Lot ha, 900 gạch 2. Này khoảng 1 triệu mấy một cái nha mọi người ha. Đó. Để mình đo cái đường kính này luôn cho mọi người. Cái cốt nó nè. Cái lỗ này của nó là khoảng 28 ha. Rồi cái đường kính phi của nó cái này là khoảng 32 ha. Rồi. Mã số 4 mình bán 300 ngàn nha mọi người ha. Đó. Rồi mã số 5 mình bán một cái bánh cước ha. Còn vài cái thôi. 250 nha mọi người ha. Đó. Đây, cái này bánh cái đợt mình cũng bán là bánh nhỏ ha. 15. Vậy nó khoảng 2 phân ha. Đó, bánh cước ha. Đường kính nó 15 ha. Đó, cốt trong nó khoảng 56 ha. Đó. 56 ha, 56 năm ha. Đó. Bánh này cũng thuộc lại mềm nha mọi người ha. Nó cũng không cứng mà nó mềm ha. Còn cái cứng là mình bóp vô đây không được nè. Đó. Đó ha. Đó, người về là xài giống máy ha, quay. Rồi mình bán 250.000 ha. Rồi mã 6 mình còn mấy viên đá nữa ha, tại bữa cũng có bán lẻ, bữa cũng có hết, còn nhiêu đây viên nè. Đó mình bán 800 nha, bán hết luôn. Đó. Đây, một viên trắng ha. Để mình đo từng viên cho mọi người xem. 800 là hết luôn ha. Đó. Đây, chiều dài của nó đây. Đá này mài là ok nha mọi người ha, 15 ha. Dày của nó khoảng 14 ha. 1/4 ha. Đó, đá ha. Đó. Mài dao mài gì ok ha. Rồi, một cục. Rồi, cục này là nó mới chưa xài luôn. Nó cái này chưa xài hết nha mọi người ha. Đó, lột ra nè. Đây, nó còn dính tem luôn nè ha. Đó, lột ra nè. Đó. Còn dính tem của Nhật nè ha. Đó nè. Chiều của nó nốt ra ha. Đường kính cái lỗ này mình đo cho mọi người xem. Khoảng 13 ha. Đó. Chiều dài nó đây. 15 ha. Đó, này dày khoảng 6 phân rưỡi 7 phân ha. Đó, cái này ha. Đó, cái này nó mịn nha mọi người ha. Đó, cái cục này mịn. Rồi mình hai cục ha. Rồi cục thứ ba. Đây nó cũng hiệu Norman luôn ha. Đó, cái này có thông số của nó nè, còn giấy nữa ha. Dòng tua là 2000 vòng nè ha. Đó cục đá này ha. Thì chiều dài của nó 15 luôn. Đó, cái lỗ này khoảng 32 ha. Đó. Dày khoảng 14 phân ha. Đó. Hai cục ha. Ba cục. Đó, cái này cũng giống vậy luôn nha mọi người ha. Đó, hai ba cục này cũng giống vậy luôn. Đó. Rồi, bán năm cục này ha. Đó, cái mã của nó mọi người già giúp. Đó, bán năm cục này 800 ha. Đó, mã số 6. Nói chung công dụng thì không biết mài gì ha. Đó, 800.000. Mã số 6 ha. Rồi mã số 7. Số 7 là bán cái này
cái tay túi ha. Rồi. Rồi. Cái túi tay Tajima nè ha. Còn một bữa có nào hỏi nữa ha. Thì mình sẽ đây. Cái giày ha. Đó, giày mới chưa xài luôn nha. Túi mắt veo nè. Đó, còn catalog luôn ha. Nó có móc gì trong đây nè ha. Mình gỡ ra cho mọi người xem luôn. Như đây nè, kẹp vô đây ha. Đó. Mới chưa sử dụng ha, đó mọi người kẹp vô nè, đó, bấm vô nè. Đó đẩy lên nè ha, đó cái bảng nữa ha, đó cũng mắt veo, mới chưa sử dụng nó có móc đây luôn, đây mắt veo coi ha, đây cái mạng của nó là MAT-83 ha, đó mọi người đeo cái dây đai này lọt vô đây ha, đó móc này cái, đó đẩy vô. Có cái đệm nữa ha. Đó còn bộ duy nhất ha. Bữa cách nào anh hỏi thì mình sẽ còn catalog luôn nha người ha. Đó. Có hai cái móc này để treo đồ luôn rồi ha. Cái này với là cái túi này ha. Đó, bán 700 nha. Túi Tajima thì có cái móc này luôn. Đó, mà Tajima là máy Taiwan nha, 49 xuất Đài Loan xuất nha. Tajima thường thường đây ha, mới chưa xài. Bề ngang khoảng 25 ha. Chiều cao đầy cái túi là khoảng 32 33 ha. 32 năm ha. Đó, một túi nè. Ba túi nhỏ trong ha. Đó, một túi này nữa hai túi lớn, ba túi lớn ha. Hai túi bên hông ha. Đó, chiều sâu của nó đây. Sâu của túi khoảng 32-23 ha. Đó, mọi người đeo vô đây ha. Nó có này lòn vô dây. Đó, bán. Đó, mã số 7 mình bán 700 luôn ha. Đó, mã số 7 ha, gồm hai cái đó, còn một bộ duy nhất thôi. Rồi số 8. Số 8 mình bán đây. Đó, còn đá mài bán này bán 6 cùng 150 luôn nha mọi người ha. Đó, mã số 7 là 700. Rồi đây nè, 6 cục ha. Mọi người mua về lít dao hay lít giò là ok mọi người ha. Đó. 6 cục nó có cong cong thôi, nó bị lỗi là cong thôi. Có cây cong hay không ha. Đó, 6 cục thì mình đo cho mọi người xem. Đây phi của nó là khoảng 10 15 ha. Chiều dài của nó là khoảng 18 ha. Đó, này khá mịn nha mọi người ha. Đó, ví dụ như mọi người liếc dao hay liếc nè, liếc mấy cái kéo này thì cũng được ha. Đó. Cái thế mà không có. Cái này là bên Nhật là làm là để cây liếc dao mọi người mà chưa thành phẩm ha. Đó. Ví dụ như làm xong rồi đó, cây để lo vô cán rồi đó. Để liếc dao mọi người ha. Đó. Thì hôm nay mình bán còn gom nữa mình bán luôn ha, 6 cây 150 mã số 8 ha. Rồi, đây cái cành này bán 450 luôn ha. Đó. Cây này mới như chưa sử dụng luôn, cốt đồng nha. Đây. Chiều dài nó 20. Giờ nó cây này 20 ha, 20 là 5 luôn ha. Đó, 20 là 5. Cây này khắc chữ nha mọi người ha. Đó, khắc nha. Đó, nó bị do rỉ sét thôi. Đây nó bị chỗ này nó bị lở bị tí xíu do vấn đó. Do bãi vần dẻ, do bãi ha. Đây trên này nó bị tí ha. Đó nhưng mà cây này như chưa sử dụng luôn. Đó khắc chữ này nữa ha, bên này cũng khắc luôn ha. Cố bằng thau ha.
Đó, nó bị do bãi cứng vậy thôi, mình cũng chưa mài luôn rồi giờ liếc sơn cả ha. Đó, nó bị mẻ mũi này chút đó, tí không đáng kể nha, nói cái này xét thôi đó. Rồi bán 450 ngàn nha, cây này gần như chưa sử dụng luôn rồi ha, còn khá đẹp cốt độc. Cây này ra bãi cũng cũ 200-300 rồi ha. Đó, số 9 ha. Rồi số 10 bán một cái thước thước kẹp đây, nó mất cái nắp này mình dán pin luôn ha. Đó, bán 500 ngàn nha, số 10. Đây, thước này mọi người xem nha. Đó, cái kiểu nó vậy ha, nhọn nha. Đầu nó nhọn đây ha. Chỗ này giống như bị tôi cháy vậy ha. Đó. Đây, cho vô nhẹ nhàng ha, 20 ha. Đó, nó bị mất cái nắp nè, mình dán lại luôn. Đó, mở lên nè ha. Đó, là về mọi người bán dán về đó rồi ha. Đó, kéo nè. Đó. Đó, ha. Đó, cây này còn khá đẹp nha. Đó, ha. Rồi. Ok nha mọi người ha. Đó. Tắt nè. Mở là lên vậy ha. Đó, mình không biết là do nó chỉ định hay là gì. Nhấn cái gì vậy rồi. Đó, mọi người kéo. Lúc giờ không lúc giờ ha. Rồi. Rồi cây này 20 ha. Đó, ngoại hình nè. Nó có chữ da băng này mà nó hơi mờ rồi ha. Đây. Mintoyo ha. Chữ da băng này mà hơi mờ mờ ha. Mintoyo nè. Đó. Rồi, cây này bán 500 ngàn nha người ha. Đó. Đó, nó bị vậy thôi. Đó. Dán pin ha, dán pin vẫn xài bình thường ha. Cây này còn khá đẹp nha. Đó. Rồi mã 11 mình bán một cái này 280 ngàn nha, cái hàng chì nè. Đó, cong cong vậy ha. Đó, đây. Của nó là 300W nha, mắc in da băng luôn nha. Đó, mắc in da băng nè. À, 300W ha. 100V ha. Đó, cái đầu cái chiều dài của nó để mình đo cho người xem, nó cong cong nha. Đó. Cái này cực khủng luôn. Chiều dài nó là khoảng 38 ha. Đó, cái đầu của nó dài ngay khoảng 2,5 ha. Đó, chiều dài cái mũi nó khoảng 6,5 ha. Đó. Rồi sẽ test cho mọi người xem. Đó, để đây hồi một hồi 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 nó nóng rồi ha, để cho test đây trước, đang hồi nó nóng đi rồi mình sẽ. Rồi mã 12 đây, bán một cái đồng hồ ampe ha. Đây bán cái đồng hồ ampe 400 ngàn nha mọi người ha. Đó, đây 400 ha. Đó, của nó là National ha. Đây mở lên nè. Đó. Pin nó trong hơi yếu. Đây coi pin. Đây nè ha mọi người ha. Đó. Cái chân pin, chân chỗ này nó hơi lỏng nè, đây nè. Chân dắt pin đó ha. Đó, nhiều lúc nó lỏng nó không ăn ha. À, đây nè. Đây, làm bài ha. Thì nó bị bã đây ha. Đó, mọi người giờ uống keo hay là uống lại xài bình thường nha. Đây mình đã test đo cho mọi người xem. Mọi người xem ha. Đó nó cái bịt của pin này nó hơi lỏng rồi. Thôi ha. Đó, đó mình nó pin nè, nó hơi lỏng chân pin ha. Đó, đây. Lỏng chân pin nè. 0.2 ha.
0.3 ha, bỏ ra là không có ha. Trong vị trung bình này là 0.5 ha. Đó, trung bình này nó hơi lỏng rồi ha, đây nè. À, mọi người kẹp vô một giây nha. Đó. Đó nó bình thường nha. Chân pin đó nè ha. Chân pin này nó hơi lỏng nè. Đó. Rồi mình sẽ coi lại. .4 nữa ha. Đó, 0.6 nó chạy từ từ lên ha. Cái lạnh nó đang chạy rồi ha, nó tăng tô lên nữa. Đó. 0.8 ha, bỏ ra nè. Về 0 ha. Đó. 0.7, 0.8 nữa ha. Ok ha. Đó. À, về 0 ha. Đó thì nó bình thường vậy thôi ha. Đó, người lỏng chân pin thôi nè. Đó thấy không? Đó, nhấn vô nè. Nó cục pin chỗ này nè ha. Nó pin nè. Đó, về coi lại ha. Người mở ra vệ sinh lại. Đó, nó có đồ đo ôm, đo vôn luôn. Nhưng mà nó... Nhưng mà mình không biết đo sao ha. Thì cái này là chỉ đo ampere thôi. Đó. Còn chức năng là ok nha mọi người ha. Đó, chân pin nó hơi lỏng chút nha. Mọi người về xem lại nha. Đó. Rồi cái này về quấn lại ha, bằng mình bán đó mình bán 400. Nói chung là dùng vẫn ok nha. Còn cái chức năng vôn đó mọi người về nghiên cứu mình cũng chưa. Đó không biết nó nè, nó có vôn nè. Nó ôm nè. Mà không biết nó đo sao ha. Mình gạt cái thang này thì ampere nè. Đó. Ha, mình gạt qua đây nè. Nhấn giữ vậy ha. Đó, này là giữ. Đó. Rồi cái đo ôm đó gì nó đi ghi tan ha, 1000 ampere, 600 volt, 50 hạt, 60 hạt ha, nó có chân nè, mà biết đo sao ha. Rồi mã số 4 mình bán là giá 400.000 nha. Đó. Rồi mã số 12 chứ mình bán 400.000 nha. Đó. Rồi về quấn lại ha, này nó bị bể ngay vào do bãi một cứng ha. Rồi đây mình sẽ test cái món hàng gì cho mọi người đóng nó rồi ha. Đó. Nó chảy ha. Đó, ok nha. Đó. Ok ha, đó mình test chì này cho người luôn ha. Đó, ha. Chảy nha. Tại cái mỏ hàng này nó không không quá. Mình bán đây một cái cặp hộp này ha. Đó, mình bán 280.000 ha. Đây, gồm cái hộp này nè. Đó. Đó hộp này đựng ha, để đo cái chiều. Đây, chiều ngang, chiều lọt lòng của nó là 19 năm ha. Chiều này của nó khoảng 4.5 ha. Chiều ngang của nó khoảng 9.5 ha. Đó, ngoại hình này máy anh da bằng nha. Đó, gài lại nè ha. Nó có móp móp này không đáng kể nha. Đây, máy anh da bằng ha. 19 nè. 9.5 ha. Rồi. Đó ngoài hình đó vậy ha, một cái. Rồi cái hộp mang guitar nữa ha. Đó mọi người đựng gì đựng ha. Mang guitar là chiều dài của nó là khoảng chiều lọt lòng của nó 16.5 ha. Chiều cao của nó là khoảng 8 phân ha, gần 8 phân. Rồi bề ngang của nó khoảng 10.5 ha. 10 đó, đây nè. 10.3 ha. Đó. Rồi. Hai hộp này mình bán giá là 280.000 nha mọi người ha. Đó, đựng khoan đựng gì ha. Nhỏ gọn. Đó, thùng này máy da băng luôn nha, hộp này. Rồi, hai cái mình bán. Mã 13 là. Rồi, mã 14 mình bán một cây nhíp thư điện ha, đây.
Giò điện ha. Đó. 380.000 nha. Đó. Pin của nó là còn luôn nè mọi người. Đó, xài pin 9V nè ha. Pin Nhật nó còn luôn ha. Đó. Nó để đúng chiều vô nè. Ha. Đây của nó là HSA 80V đến 7000V ha. Đó. Đây ha. Đó, đặt đây, đọt đi cho mọi người xem. Nó dây điện thì mình sẽ đo cho mọi người xem. Đó, dây điện là nó có kêu cho mọi người ha. Ok ha. Đó. Bán 14 bán 380.000 nha. Đó. Ha. 380.000. Rồi mã 15 mình bán một cây cần lực. Đó, cây cần lực này mình test lực ok ha. Nếu mà cần qua Zalo thì mình sẽ gửi clip test ha. Đó. Đây. Đây, 7.750 nha. Đó. Hoạt động ok ha, test lực mình test thử lực 400 thì cái xe nhảy nha. Đó. Này mình biết cái nó lực ở đây nè, một mã của nó là Tonichi 1080L ha. Đó, đây. Giải lực này của nó là nó có con chuồn chuồn ở đây mà nó ở bên Nhật nó đã về luôn nha mọi người ha. Đó, thường dùng chuồn chuồn để khóa lại ha mà vẫn quay bình thường. Đây của nó là thấp nhất là 400. Rồi dặn lên là 600 nè. 480.200 nè, như tên ha. Đó. 1600 nè. 1600 ha. Đó, lên 1800 luôn ha. Đó. Không biết mình để than 400 thì mình siết cái bánh sâu á mọi người. Cái bánh sâu Honda đã nhảy nha. Đó. Nói chung là qua Zalo mình sẽ test. Đây, cái này đầu 1/2 ha. Chiều dài của nó đây 47 ha. Đó. Cái này tốt đến chi da băng nha mọi người ha. Đó. Nói chung là nó đều không thiếu gì tại vì con chuồn chuồn nó khóa nè. Nó để khóa này thôi. Ha, ra vô nhẹ nhàng ha. Đó 1800 nha. Rồi mình nhận xuống nè. Đó, 400 nè ha. Đó, ok nha. Rồi, cây này bán bản số 15 750 ha. 750.000. Ra bãi nhiều lúc cây này rồi cái chịu mọi người. Chỗ chỗ. Rồi, mã 16 ở đây. 16 mình bán một cái 17, cái này 17 là 350 nè. Rồi 16 là. Đây 16 bán một cái hộp 2 ti nè ha. Cái này cũng khá hiếm ha. Đây. Bán 600.000 nha mọi người ha. Đó. Của nó một set nó là 4 cây thôi, máy anh gặp money luôn ha. Đó. Đây của nó là 4 cái nè. 16 22 14 nè ha. 12 14 16 20 ha. Đó của nó ha, M10. Đó mình bỏ thêm cây 10 vô nữa. Đó 10 của nó là đây healthy nè. Mũi 10 ha. Mũi 10 bốn cạnh. Đó. Rồi của nó đây. Cây này là 20 nữa ha. Đây. Mã anh gặp anh đi nha. Đó, 20 nè. Bốn cạnh luôn nha. Cây này có xài sơ thôi nè, đầu còn đẹp nha. Để bãi nó xét thôi. Tí thôi ha. Đó. Cây. Đây. 16 ha. Đó. Rồi, cái này là 14 ha. Mã anh gặp anh đi hết nha mọi người. Đó. Đó, cái này là 12 ha. 12 đó.
12 năm gì đây. 12 ha. Đó, đây mình đo chiều dài cho. Chiều dài là 22 ha. À, chiều dài là 22 hết ha. Đó, ba cây luôn. Cây này là chiều dài của nó là khoảng 32 ha. Đó, 4 cây. Đó. Một set của nó ha. 4 cạnh hết nha mọi người. Đó, 4 cây với một cây khoan mỗi 10 nữa. Đó, cái này giờ khoan là ok luôn ha. 600 ngàn. Công trình hay gì là khoan cái mũi này là xài mỗi mày mới của nó cùng chiều mấy cây nha mọi người. Nó này cũng còn khá đẹp nha, nè của nó xếp nè 14 nè, dài 22 nè, 14 dài 22 nè, 16 dài 22, còn này 20 nè ha, đó dài 32 nè, đó, nó có thông số rõ ràng luôn. Rồi bán cái bộ này 600 ngàn nha, cái bộ này hiếm lâu lâu có thấy. Rồi mã số 17 mình bán một cuồng chì nhỏ này nè ha. Dài chắc này này 5,5 m quá, 5 m nè, đó. Đây. Đó cuộn chì này ha. Với lại một nửa ký chì này ha, nửa ký hơn mình tính nửa ký thôi. Rồi. Cái này có thông số nó ghi đây mà nó gắt ra bằng bằng giấy ha. Bằng giấy bằng giấy ha. Đó hai cái này bán 3,5 m nha, cái này nửa ký cái cuộn này nữa. Đây bao phi nó này nhiều nè. Này khoảng 1 ly ha. Đó, này xài là vô tư nha mọi người. Này khoảng 1,5 ly ha. Đó. Hai cái mình bán mã số 17 là 3,5 m ha. Rồi mã 18 mình bán một cây mắc nè. Đó. Cây này không biết mình bán 8,5 m nha. 16 mình bán 600 nha. Đó. Cây này nó trên là cực nó đẹp nè mọi người ha, tem nó còn đẹp nè. Mà anh da băng luôn. Đó, bên này nó cũng đẹp mà sao không biểu bên đó nó xài sao? Chỗ này thật là dính nhớt mọi người. Đó tay á. Dính nhớt thì nó bị phồng cao su á. Đó, nhớt nó bị đó nó bị vậy ha. Nhưng mà cây này mình đánh giá khá đẹp luôn mọi người. Đó. Nó bị vậy thôi. Do là nhớt do nó bị dập cao su lên đó. Bị khúc này thôi nè. Khúc trên này đẹp tem rồi. Đầu không rơ ha. Đó. Đó, này ha, chỉ bị chóc cao su cỡ khúc này giờ không đáng kể ha. Đó. Đó, cò nó còn nhẹ nhàng ha. Đó. Đây cái đầu đó ha, mình test cho người xem. Tắt đèn nè ha. Đó, chỉnh đèn ha, tốc độ nè. Đó, cho đèn mờ nè ha. Đây. Đảo chiều nè, tốt nè ha. Thắng nè ha. Đó, mọi người phải trả hết cò nha. Đó ha. Đó, chạy hết cò nó mới được ha. Đó. Rồi, cây này bán 8,5 m ha. Nó bị chốc này thôi. Mọi người về xài cho ok. Đó, bên này nó còn không xài luôn. Nó không chốc luôn, thường thường mát á. Chốc bên này bên kia là nhiều ha. Mà khúc trên thì đẹp, khúc giữa, khúc dưới cũng đẹp mà sao khúc giữa này ha. Đó. Rồi, bán 850 ngàn nha. Rồi mã 19 mình bán 1,3 nè ha. Cây này không chỗ than nè, nó bị mất cái phím này ha. Tốc độ nào 1. Tốc độ 2 nè. Tốc độ 3 nè. Đèn nè ha, đèn nó bị mất bóng đèn đây ha. Cây này là mã của nó là GDR không than nha. 18OC nha, cây này đời mới nha mọi người ha. Đó, cái đầu nó hơi rơ nè. Đó. Bạc đạn mọi người về đóng là ha. Cái này không biết sao bạc đạn mà thâu vậy. Ha. Đó. Rồi pin còn hai đèn ha.
Đó, pin zin luôn, còn hai đèn. Đó, móc đèn đây nha mọi người ha. Cái này đời mới nha mọi người ha. Đó, nó có phím chỉnh luôn nha. Đó, tốc độ ở dưới ha. À, 1, 2, 3 ha. Mới cái phím này thôi. Đó. Rồi, cái mình bán máy pin 1 triệu 3 ha. Ai mua thân máy không thì bán 850 ha. Đó, cái đầu nó hơi rơ chút nha mọi người ha. Đó, rơ cái bạc đạn nè. Giờ đóng lại ha. Mấy cái này vào đây ha. Đó. Zin nha, chưa phải xin luôn. Đó, mã của nó là EC18 ha. Con này không chỗ than nè, EC là không than nha mọi người ha. Một nút led motor. Đó, giờ hơn cái máy cỏ, giờ thường thường cũng 600 mà ha. Đó, mình bán. Rồi, mã số 19 bán 1 triệu 3 nha. Rồi, thân máy thì bán 850 ha. Rồi, chào mọi người. Hẹn mọi người lại clip sau ha.